Đêm nay hạ sơ thất không biết lão mạnh về lúc nào Bởi vì nàng đã ngủ mất rồi Nhưng lại không ngờ lão mạnh Đi nhận một nhiệm vụ Hạ thường ra lệnh cho tiểu kỳ của bọn họ Áp giải năm cô nương bắc địch kia Tới ích đô cách đó 30 dặm Ích đô là thủ phủ của phủ Thanh Châu Cũng chính là chỗ nha môn chi phủ Hạ thường cho rằng Doanh trại quân nhu Phải hành quân gấp Mang theo mấy nữ nhân bắc địch thật không tiện Hơn nữa mấy cô nương kia rất xinh đẹp quân doanh lại toàn là đàn ông xa rời quê hương. Bình thường chẳng bao giờ nhìn thấy phụ nữ, một đám chẳng khác gì soi đói. Nếu ngày nào cũng nhìn chằm chằm vào miếng thịt tươi bằng ánh mắt sáng rực thì sẽ khiến quân tâm bất ổn. Thế nên hắn ta muốn áp giải bọn họ đến đại lao ít đô trước, chờ đợi xử lý. Theo lòng riêng, hạ sơ thất không muốn đi. Nàng muốn theo đội ngũ tới kế châu tìm triệu tôn. Nhưng mệnh lệnh đã hạ xuống, nàng không muốn vì chuyện nhỏ này mà lý luận với Hạ Thường. Trước khi gặp được Triệu Tôn, nàng không dám làm bại lộ thân phận của mình. Thanh Châu là một trong chín châu của cổ Cửu Châu, được phân chia khi Đại Vũ trị thủy. Từ xưa đến nay là pháo đài chiến lược, khống chế được con đường giao thông quan trọng từ Trung Nguyên đi Giao Đông. Nơi này giáp với vùng núi Nghi Mông ở phía Nam, Bình Nguyên lỗ Bắc ở phía Bắc, cho nên Thanh Châu là vùng đất yết hầu, xưa nay luôn là nơi giao tranh của quân đội. Đương nhiên ấn tượng sâu nhất về Thanh Châu của Hạ Sơ Thất, đó là nơi này là quê quán của Trần Đại Ngư. Giống như những ngày trước, trên đường đi lúc nào cũng có thể nhìn thấy dân chúng dìu già dắt trẻ xuôi nam chạy trốn. Nàng tò mò ngăn vài người lại hỏi, mới biết được phía Bắc đang chiến tranh rất gay gắt, dân chúng không ngờ lại nổi nữa. Thêm chuyện mấy năm nay liên tục chiến loạn, ai cũng muốn xuôi nam tìm kiếm một địa phương an ổn để ở lại sinh sống. Nghe bọn họ miêu tả thảm trạng của chiến tranh, trong lòng hạ sơ thất lo lắng. Nàng lo lắng thay cho triệu tôn, nhưng càng nóng lòng như lửa đốt thì ông trời càng không chiều lòng người. Tối qua có mưa nhỏ, tuy đường xá không quá gập gành, nhưng mặt đường quá ướt, bánh xe trượt, tốc độ đi không thể nào nhanh được. Vòng qua ngọn núi này là sẽ nhanh chóng tới được ít đô. Lão Mạnh là tiểu kỳ trưởng, cũng là người lớn tuổi nhất trong 10 người. Ông hiền lành nên không khí cũng rất thoải mái. Bọn họ đều là lính hậu cần, trên người không có trọng giáp. Mấy người hắc bì còn cởi cả khinh giáp, thắt áo ngang eo, vai trần lớn tiếng đùa giỡn. Không thể không nói so với tướng sĩ tắm máu xa trường ở phía trước, cuộc sống của lính hậu cần dễ thở hơn nhiều. Hạ sơ thất nghĩ có lẽ đây cũng là nguyên nhân Là nhị quỷ sắp xếp cho nàng ở đây Nàng đang nghĩ ngợi thì nghe thấy hắc bì mắng Ngươi ngọ nguệ cái gì thế hả? Ta mệt quá, ta muốn uống nước Người nói chuyện là côn cơ Nàng ta và mấy thiếu nữ bác địch Đều bị trói hai tay ra sau lưng Có lẽ là quá mệt mỏi Nên nàng ta bắt đầu không phối hợp Ngọ nguệ liên tục ở trên xe Nghe hắc bì hét lên hạ sơ thất không để ý tới dùng tay áo lau mồ hôi trên chắn lại nhìn núi ở hai bên rồi nhìn tiếp về con đường dài phía trước mặt đột nhiên nàng nhú mày nhảy xuống xe đi lên trước mấy bước cúi đầu quan sát dấu vết vó ngựa in trên nền đất lầy lội lão mạnh nàng trèo lại lên xe ngồi xuống bên cạnh lão mạnh thấp giọng nói lão mạnh quay đầu nhìn sao thế hạ sơ thất nhú mày Nhìn về đám chiến hữu, cao cấp không hơn đám thổ phỉ là bao, giọng trầm xuống. Mọi người mặc quần áo chỉnh tề, canh tù binh cẩn thận, trên mặt đất nhiều dấu chân ngựa, ta thấy không bình thường. Hắc Bì cười phá lên, trề môi với nàng. "Tiểu Tê, nhìn bộ dạng nhát gan của ngươi kìa, lần đầu tiên ra chiến trường hả? Đây là đường đi Ích Đô, có dấu chân ngựa thì sao chứ?" Hơn nữa, Thanh Châu dưới sự cai trị của Đại Yến, có đại tướng quân vương sừng sững ở đó, định an hầu cũng ở phủ đại đồng. Một đường này toàn là người của ta. Người cho rằng đám thát tử bắc địch còn có thể đánh tới phủ Thanh Châu chắc. Thấy thái độ khinh thường trong mắt gã, hạ sơ thất mím môi không nói. Tuy gã nói rất có lý, nhưng nhìn côn cơ, nàng vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng. Mọi người vẫn nên đề cao cảnh giác thì hơn. Con bà nó, ngươi không chịu yên đúng không? Nghĩ mình là cái quái gì hả? Người nói chuyện họ mã. Tất cả mọi người đều quen gọi y là mặt ngựa. Tính người này không tốt lắm, nói chuyện rất bộ bã. Tiểu tê, nếu không phải tối qua, ngươi ở châm ngòi thổi gió. Chỉ huy thiểm sứ đại nhân sẽ chút giận lên đầu chúng ta sao? Nếu đi theo đội ngũ lớn, ta phải chịu tội tình này sao? Ông đây thả đi áp tải lương thảo, thuốc nổ, chứ cũng không muốn giải lũ đàn bà này. Chỉ được nhìn mà không được ăn. Nói tới đây, mặt ngựa quay đầu, nhìn về phía thiếu nữ, mi thanh mục tú, ngồi trên xe ngựa. Giọng điệu trở nên dâm tà. Các huynh đệ, đường này khó đi. Mấy anh em chúng ta cứ thế đưa đám đàn bà này tới ít đô. Chẳng phải là hơi cho đám người ở Phủ Thanh Châu hay sao? Không bằng chúng ta mỗi người một em, chén luôn ở đây đi. Ta thấy đứa này xinh đẹp nhất, dành cho lão mạnh. Còn tiểu tê và tiểu bố ấy hả? À? Lông còn chưa mọc, ở một bên nhìn các ca ca chơi đi. Y nói nửa đùa nửa nghiêm túc, mấy người khác cũng cười vui đùa. Mặt ngựa nói đúng, mấy anh em chúng ta mệt sống mệt chết, sao phải thế chứ? Dù sao cũng là thát tử bác địch, không làm thì phí của. Nghe thấy mấy người đàn ông cợt nhà, hạ sơ thất lạnh lùng nhìn họ to gan ra phết nhỉ? Các người đã quên tối qua, ngay cả chỉ huy thiêm sự cũng bị đánh à? Đó là ở trong doanh trại, giờ ở ngoài vùng hoang vu dã ngoại, ai biết chứ? Ha ha, mặt ngựa nói đúng. Lão Mạnh, ta thấy được đấy, cho dù không làm thì sơ tí cũng được chứ nhỉ? Vài người nói đến khi thế ngất trời, mấy cô nương kia đều nhìn về phía côn cơ, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ trong miệng nói vài câu gì đó sau đó côn cơ lại nói vài câu chấn an bọn họ trên mặt cũng có lo sợ nhưng vẫn có thể coi là bình tĩnh a à, một thiếu nữ bác định hét lên tiếp theo đó là tiếng cười ha ha của mặt ngựa mông ngon phết eo cũng được để quân ra thử lại nào gã cười xấu xa tay lại định thò ra cô nương kia bị trói tay nên chỉ có thể vặn mình trốn tránh làm cho đám đàn ông vui vẻ cường tráng lên côn cơ trợn trừng hai mắt dùng tiếng hán trúc chắc của mình mắng một câu đồ khốn nạn rồi nhào tới ngăn cản mặt ngựa nhìn thấy côn cơ thì mắt sáng rực bỏ qua thiếu nữ kia chuyển sang véo nàng ta hạ sơ thất căng thẳng trong lòng định hô lên mã đại ca nhưng đã lại nghe thấy lão mạnh gầm lớn ồn ào cái gì hả con mẹ nó dừng tay hết lại mặt ngựa liếm môi cười gượng ngón tay lại xoa xoa nhìn lão mạnh không phục lão mạnh đây đều là người bác địch người bác địch bắt được phụ nữ của đại yến ta bọn chúng có khách khí không chứ bọn chúng không gian dâm hay sao tại sao chúng ta phải đối xử tốt với đám tiện nhân này theo ý ta ấy mà người bác địch làm được chẳng lẽ chúng ta không làm được sao lão mạnh phỉ nhổ con mẹ ngươi Ngại mệnh mình quá dài thì cứ làm đi. Mặt ngựa vui vẻ. Ngươi không tố giác ta chứ? Thôi đi, ngươi cứ quản tốt cái thứ đồ chơi kia của mình đi đã. Lão mạnh à, ngươi lớn tuổi rồi nên không được đúng không? Mặt ngựa dán sát lại, làm một động tác cực kỳ đáng khinh thường, khiến mấy người đàn ông còn lại cười váng lên. Một người tên Chu Nhị còn làm động tác, bắn về chỗ ông ta ngồi, cười trêu chọc. Lão Mạnh, ngươi nhìn mặt ngựa trào cơ thế kia cũng không tốt lắm đâu, không bằng ngươi thành toàn cho hắn đi. Lão Mạnh trừng mắt với gã ta, thở hồn hển quát lên. Con mẹ nhà ngươi, ông đây là kỳ trưởng hay là các ngươi hả? Ông đây nói mà còn không nghe đúng không? Nhanh, mặc quần áo lên, tập trung tinh thần. Còn phải tới ít đô để báo cáo kết quả làm việc nữa lão mạnh dù gì cũng là kỳ trường ông tức giận mắng người nên đám đàn ông vừa rồi còn bị mấy cô nương khiến cho lửa nóng trong người bốc lên cũng phải nguội ngắt miệng chỉ hậm hực vài câu rồi cũng không nói nữa hạ sơ thất nhìn về phía lão mạnh với ánh mắt cảm kích sau đó ngẩng đầu nhìn phong cảnh của núi ngưỡng thiên sự thất thỏm trong lòng vẫn còn treo lơ lửng nàng là người có trực giác cực kỳ chuẩn sống kiếp bộ đội đặc công nhiều năm tuy rằng không ra chiến trường nhiều, nhưng vẫn có lòng cảnh giác với kẻ địch. Vút Lúc này từng tiếng xé không khí truyền ra từ phía rừng cây, ngựa liên tục trúng tên, hí vang rồi dãy ruộng, ngã ngục xuống đất. Hạ sơ thất rút đao ra, còn chưa có động tác gì thì đã nghe thấy một tiếng hét á thật lớn. Mặt ngựa trúng tên, ngã xuống, máu từ trên người chảy ra ngoài. Người nào, ra đây! Lão mạnh gầm lên một tiếng, rất nhanh có tiếng người cọ sát vào rừng cây. 20 tên mặc đồ đen che mặt lao ra từ trong rừng. Bọn chúng không mặc quần áo của bác địch nhưng tiếng hán trong miệng rất chúc chắc. Không được nhúc nhích để lại xe ngựa và phụ nữ. Người của kỳ đinh đều không ngờ được rằng trong rừng cây lại có người ẩn nấp. Mặt ngựa đã bị bắn chết tại chỗ. Hắc bì lào đảo suýt chút nữa ngã xuống xe ngựa. Ở tiểu kỳ này, có mấy người đều là lần đầu ra chiến trường. Họ sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh. Tiểu bố thì càng sợ hãi hét to. Đừng giết ta, đừng giết ta mà. Một người phản ứng lại, cao giọng hét. Bọn chúng không phải thổ phỉ, là thát tử bác địch, là thát tử. Người bác địch xưa nay đều nổi tiếng là hung hãn. Nghe đồn không chỉ giết người uống máu mà còn ăn thịt người sống nữa. Nghe thấy tiếng hét hoảng sợ này, nhìn hai mươi tên áo đen càng lúc càng tới gần. Hai binh sĩ nhát gan ném đao xuống, gào một tiếng. Mẹ ơi, chạy mau! Rồi chạy về phía ngược lại. Tiểu bố túm lấy hạ sơ thất mắt đỏ lên. Tiểu tề, chạy mau! Chạy gì chứ? Quay về! Lão mạnh tức tối gầm lên. Nhưng tiểu bố thấy đồng bọn đã chạy xa. Lần đầu tiên nhìn thấy những người chết nên cả người cậu ta run rẩy mặc kệ hạ sơ thất rồi chạy theo hai người kia về hướng ngược lại nhóm người bác địch này hiển nhiên không muốn sóng trống khua chiêng giết người bọn chúng nắm chặt cương đao cùng nỏ nhắm về phía những người còn ngồi trên xe ngựa giọng càng thêm dữ tợn còn không cút giết hết toàn bộ Hừ lạnh một tiếng lão mạnh rút đao đeo bên hông ra chắn ở trước mặt bọn chó ghẻ thát tử tới đây ông mày không sợ các ngươi Hạ sơ thất cũng nắm chặt đau bên hông, vẫn không tỏ thái độ gì. Nàng đã nhìn ra, bọn họ vì cứu người mà tới, cho nên mới không dám mạo phạm ra tay. Nhưng hôm nay lấy ít đánh nhiều, rõ ràng là tình cảnh đang rất xấu. Cưng đối cứng với bọn họ thì đúng là đầu đất. Nàng liếc thấy côn cơ đang nhảy xuống xe, thế là lập tức hừ một tiếng, nhảy tới nhanh như hổ đói vồ mồi, túm lấy cổ nàng ta, thuận tiện đạp một đạp lên bụng đối phương. Không ngờ côn cơ kia cũng là một người rất khỏe. Nhận một đạp tàn nhẫn như thế của nàng mà vẫn còn có sức đánh trả. Tay bị trói chặt không thuận tiện nên người nghiêng đi lăn sang một bên. Ông đây coi thường cô rồi. Hạ sơ thất không buông nàng ta ra, cắn răng một cái, rút dao găm ra, trực tiếp đè lên người nàng ta. Cách đánh nhau không biết xấu hổ thì nàng có rất nhiều. Nàng đánh nhau chưa bao giờ quan tâm tới kịch bản. Cả người nện lên thân côn cơ, khiến cho nàng ta đau đến mức la oai oái. Hạ sơ thất lại cười, ôm chặt lấy nàng ta lăn một vòng, rồi dùng thân mình côn cơ chắn trước mặt mình, kề dao lên cổ nàng ta. Tiểu mỹ nhân, còn động đậy, thì dao nhỏ này của ca không có mắt đâu. Côn cơ! Những người còn lại lớn tiếng hô lên. Hạ sơ thất đắc ý nhướng mày, quả nhiên côn cơ mới là mục tiêu của bọn họ. Bộ đội đặc công làm gì? Chính là làm những việc như thế này. Bắt giặc, bắt vua trước, đánh nhau với lũ người kia thì có lợi ích gì chứ? Chỉ cần bắt được côn cơ, bọn chúng sẽ lập tức ném chuột sợ vỡ bình. Giống hệt như nàng đoán, nàng túm chặt lấy côn cơ. Hai mươi mấy người bắt địch kia đều lập tức dừng tay. Thả nàng ra, chúng ta sẽ tha chết cho các ngươi. Hạ sơ thất cười hì hì, càng túm chặt côn cơ, ánh mắt ngả ngớn nói từng chữ, vừa nhanh lại vừa vô cùng tàn nhẫn. Con mẹ các ngươi đừng có dọa ta, các ngươi buông vũ khí ra. Ông đêm đến ba, chỉ cần một người không buông vũ khí, ông sẽ chọc chết con đàn bà này. Nói được thì làm được. Bao lỗ hội, bao lỗ hội. Con cơ bị nàng ghi chặt xuống đất, đã sắp phát điên. Đôi tay bị trói cào đất bùn, tức giận ra lệnh cho người bác địch, không được, hạ sơ thất không hiểu bao lỗ hội là gì chỉ cười khẽ một tiếng dùng cán dao đập lên đầu nàng ta bao lỗ hội hay bao gì cũng vô dụng thôi nhanh lên một hai dẫn đầu nhóm người bắc địch là một nam nhân y ném đao xuống trước làm gương buông vũ khí xuống trong tiếng binh khí rơi xuống đất leng keng hạ sơ thất siết chặt côn cơ đã tức giận đến mức ngực phập phòng Nàng cười nhưng cân giận vẫn chưa tiêu Càng không có ý kết thúc mọi chuyện Làm tốt lắm Bây giờ các ngươi lập tức cởi quần áo ra Còn nữa Quần cũng phải cởi Chỉ chừa một cái quần cộc thôi Không đúng không đúng Quần cộc cũng không được để lại Ai biết trong đó có ám khí hay không chứ Tất cả cởi sạch cho ông Nhanh lên Chuyện mà những người bình thường không làm được Thì nàng đều làm được Hiển nhiên người bác địch không ngờ là nàng sẽ làm như vậy. Tuy rất không cam lòng nhưng vẫn ôm tâm lý cầu may. Chỉ cần côn cơ của bọn họ không xảy ra chuyện gì. Đừng nói là cởi sạch, cho dù muốn mạng của bọn họ cũng được. Nhưng cởi sạch vốn không phải mục đích cuối cùng của hạ sơ thất. Ôm côn cơ, nàng cười tùm tìm nhìn một đám nam nhân trần truồng trước mặt. Thoáng nhìn đám chim chóc với đủ mọi kích cỡ khác nhau của bọn họ rồi mới bắt đầu ra lệnh nhặt quần áo trên mặt đất lên. Người này trói người kia, trói chặt hết vào cho ông. Không ai được chạy. Nếu mà không trói chắc, ông sẽ lấy mạng con đàn bà này ngay. Mệnh lệnh này quá tàn nhẫn, người bác địch không muốn làm theo. Một khi trói chặt nhau lại rồi, thì sẽ không có cơ hội đảo ngược tình thế nữa. Nhưng làm sao hạ sơ thất không hiểu tâm tư của bọn chúng chứ? Nàng cười lạnh lùng, dao nhỏ sắc bén dì xuống, Chân cần cổ trắng như tuyết của côn cơ lập tức chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Nàng ta bị đau lập tức kêu lên. Đau đúng không? Chật chật, da thịt non mịn thế này, đáng tiếc. Hạ sơ thất thuận miệng cười, dường như chẳng hề phát hiện ra máu tươi. Các vị đừng tưởng là ta nói đùa, càng đừng có chơi trò âm mưu trước mặt ta. Lúc ông đây giết người, không biết các ngươi còn ở đâu đáy dầm đâu. Nhanh lên! trói. Trang cảnh buồn cười liền xuất hiện, một chiến dịch vốn hung hiểm, cứ thế qua đi. Người bác địch sợ ném chuột làm vỡ bình. Vì công chúa của bọn họ nên không dám nghe theo lời hạ sơ thất nói. Rõ ràng là người nghĩ cách tới cứu viện, kết quả lại thành đồ ăn trong mâm của nàng. Một màn này làm côn cơ tức giận đến mức vành mắt đỏ ửng Nhìn chằm chằm vào hạ sơ thất, gằn từng tiếng một hét lên. Người cũng là một tên khốn kiếp. Ôi, ông nhổ vào. Ngươi còn dám mắng ông cơ à? Hạ sơ thất véo mặt nàng ta, cười gian xảo, chế nhạo nàng ta như một người đàn ông thực sự. Tối hôm qua, nếu không phải ông đây cứu ngươi, ngươi đã bị thất thân rồi, còn có cơ hội ở chỗ này mà kêu à? Nghe xong lời này, mặt côn cơ tái mét, thấp giọng nói một câu. Ngao tư nhạc lạp. Vành mắt càng đỏ hơn, Nói xong đoán chắc nàng không hiểu, thế là Côn Cơ lại càng hạ thấp giọng hơn, phiên dịch sang tiếng Hán. "Thật xin lỗi." "Không cần, dù sao ta cũng không phải thành tâm giúp ngươi." Côn Cơ liếc nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu, rồi lại nhắm mắt vào nói một câu. "Ta là Ô Nhân Tiêu Tiêu, ngươi hãy nhớ kỹ ta." Ngày 30 tháng 4, năm Hồng Thái thứ 25 đại quân chính Bắc nghênh đón một thắng lợi vang dội. Hai ngày trước, đại quân do Triệu Tôn dẫn dắt đi theo đường phía đông từ Kế Châu xuất phát lên phía Bắc. Thế như trẻ tre, lần lượt giành lại mấy thành trấn đã mất của Phủ Vĩnh Bình và Loan Châu, Thiên An, Phủ Chữ, Dương Lê, Nhạc Đình, Lâm Du. Quân đội ở Phủ Vĩnh Bình vốn dĩ đều là quân lính của đảo Kinh Vũ. Những binh sĩ này vốn là quân nhân Đại Yến Vừa nghe nói Tấn Vương mang binh đánh tới đã lập tức không chiến mà hàng, mở rộng cổng thành. Thế nên đại quân thu phục đất đã mất của Vĩnh Bình gần như không gặp phải sự chống cự mạnh nào. Cũng chỉ mất một ngày hai đêm mà đội quân Bắc Phạt ở phía đông dưới sự dẫn dắt của Triệu Tôn đã chiếm cứ toàn bộ phủ Vĩnh Bình. Chủ soái Đào Kinh Vũ mang theo tàn quân thân tín chạy trốn. Ở một phía khác, đại quân Bắc Phạt ở phía Tây dưới sự dẫn dắt của Đình An Hầu Trần Đại Ngư đã tới phủ Đại Đồng, mở ra chiến tuyến ở phía Tây. Người Bắc địch bị tấn công từ hai bên liền trở nên hỗn loạn, còn chưa hoàn hồn thì đã bị Trần Đại Ngư dùng 10 vạn quân lấy ít đánh nhiều, bất ngờ đánh vào đại doanh ở Khai Bình, đánh cho 15 vạn quân Bắc địch tan rã. Khai Bình là kinh thành cũ của Tiền Triều, cũng là địa điểm quân sự trọng yếu mà Bắc địch rất coi trọng. Bị tấn công trái phải, tác chiến rằng co giữa cả hai phía đông tây thực sự rất khó khăn ngay cả anh tài ngút trời như thái tử bắc địch cáp táp nhĩ tự xưng là hậu nhân dũng mạnh nhất của thành cát tư hãn cũng không thể làm gì được vội vàng dẫn quân chạy về phía bắc đóng quân ở đại ninh bên bờ bắc sông loan lợi dụng vùng núi cao yến sơn làm điểm tựa đối diện bên kia bờ là quân đại yến chuẩn bị cho một trận quyết chiến Lúc này, có người đề nghị Trần Đại Ngưu thừa thắng sông lên, tiếp tục vượt qua sông Loan, tiến về phía Bắc để truy kích các táp nhĩ. Nhưng Trần Đại Ngưu lại dừng lại. Đóng quân ở cách phủ khai bình, cách đó 30 dặm, chờ đợi chỉ thị bước tiếp theo của triệu tôn. Đêm đã khuya, trong đại doanh quân Yến, ở phủ Vĩnh Bình. Triệu tôn nghiêm túc nhìn đống sa bàn ở trước mặt, gương mặt lạnh tanh không hề có biểu cảm gì, Bên cạnh hắn là mấy phó tướng, tham tướng, bao gồm cả nguyên hữu. Tất cả đều đứng yên tại chỗ. Một hồi lâu, một tham tướng họ lưu, không nhịn được liền thấp giọng nhắc nhở một câu. Điện hạ, người của Trần Tướng Quân vẫn còn đang ở bên ngoài trướng chờ lệnh. Tầm mắt triệu tôn dừng trên sa bàn, mặt mày lạnh lùng nghiêm nghị. Thêm vào đó là bụi đất hỗn đột dính trên khôi giáp ở dưới ánh đèn càng tản ra một thứ ánh sáng thanh lãnh và kỳ bí. Hắn nhíu mày tự hỏi trong chốc lát, rồi mới say chán phân phó. Nói với Định An Hầu, hợp quân ở Khai Bình, chuẩn bị vượt sông Loan, quyết chiến Đại Ninh. Rõ. Lý liên lạc tuân lệnh, nhanh chóng lui xuống. Lưu tham tướng thở vào một hơi nhẹ nhõm thuận miệng cười hỏi. Chúng ta đánh đảo Kinh Vũ ở Kế Châu chẳng tốn ti sức nào, chẳng khác nào bóp một khối đậu hũ ấy. Ngược lại trận đánh ở Khai Bình, giữa Đình An Hầu với Cáp Táp Nhĩ thì vô cùng hung hiểm. Mười vạn người đấu mười lăm vạn người. Bên kia còn toàn là kỵ binh. Không thể không nói, Đình An Hầu am hiểu đánh công kiên. Một trận thật tuyệt vời. Có người nói đầu tiên thì sau đó sẽ có người tiếp. Đúng thế, đánh trận này xong, Đình An Hầu trở thành danh tướng số một của Đại Yến mà không cần bàn cãi gì. Vài người bàn tán sôi nổi, Nguyên Hữu chỉ nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu chứ không nói gì. Còn về phần triệu tôn thì không biết suy nghĩ gì mà không nói nửa lời. Kế hoạch chiến lược mà lúc trước Hồng Thái Đế lập ra yêu cầu triệu tôn đánh ở phía đông. Lúc từ kế châu đánh tới Vĩnh Bình cũng đã nghĩ tới việc quân của đảo Kinh Vũ gặp phải triệu tôn sẽ chỉ có một chữ hàng. Mà kẻ thực sự khó đánh lại là thái tử bác địch Cáp Táp Nhĩ ở Khai Bình. Trên danh nghĩa tuy nói là hai cánh quân đánh bọc lót, nhưng thực ra chiến trường phía tây chỗ đại ngư, Cáp Táp Nhĩ mới là cuộc xương khó gặm. Đây là một kế hoạch hoàn mỹ không chê vào đâu được. Triệu Tôn dễ dàng tóm được Triệu Kinh Vũ, đồng thời kiềm chế Cáp Táp Nhĩ nếu không có triệu tôn kiềm chế, Trần Đại Ngưu dùng 10 vạn quân đánh với 15 vạn quân của các táp nhĩ. Cho dù có thắng cũng sẽ không thuận lợi như thế này. Có triệu tôn, hơn nữa ưu thế của bản thân Trần Đại Ngưu là tấn công. Trận này chắc chắn là thắng cực kỳ đẹp. Lưu Tham Tướng nói đúng. Từ giờ trên Đại Yến, danh tướng phổ, xếp hạng của Trần Đại Ngưu có thể sẽ vượt qua cả triệu tôn. Chuyện Hồng Thái Đế muốn bồi dưỡng Trần Đại Ngưu Mượn sức nâng thế lực cho triệu miên trạch, đã rõ như ban ngày. Triệu tướng tiếp triệu tướng. Tiền tuyến đổ máu, hậu phương lại toàn là tinh kế. Tất cả mọi người đã hiểu, nhưng có những chuyện không thể nào nói ra miệng được. Chỉ có thể nói vài câu bâng quơ mà thôi. Bọn họ càng nói càng hăng, càng nói càng thâm sâu. Triệu tôn xua tay, ý bảo bọn họ đều lui xuống. Hiển nhiên là hắn không muốn nghe những lời này, mấy vị tướng quân thở dài trong lòng, nhưng nhìn sắc mặt của hắn thì cũng chỉ đành thi lễ cáo lui. Chỉ còn mình nguyên hữu ở lại, cởi khôi giáp bên ngoài ra, cười tùm tìm ngồi xuống ghế đối diện hắn, cả hai cùng chìm vào an tĩnh. Gió đêm lùa vào, cuốn dèm chạy bay lên, hất bay mấy quân hàm đặt trên bàn. Nhưng dường như triệu tôn lại không phát hiện ra, tầm mắt nhìn xa bàn không chớp lấy một cái dồn tất cả sự chú ý của bản thân lên chiến trường phía Bắc, được bày trên sa bàn kia. Nguyên hữu than thở một câu. Bệ hạ chơi chiêu này đẹp thật đấy. Sang mặt triệu tôn bình thản. Được thanh nhàn, không thấy vui à? Nguyên hữu cười. Đánh giám mấy, nhàn nổi không? Tên cáp táp nhĩ kia gian xảo lắm. Hắn ta cứ ở phía bắc sông Loan thì chiến tranh sẽ không thể kết thúc được. Chỉ có lấy được đầu hắn ta thì may ra mới yên bình được một thời gian. Triệu Tôn nhíu mày. Biết thế là tốt. Báo. Lúc này bên ngoài lại có người tới. Đó là lính trinh sát do Triệu Tôn phải tới trú ở các đại doanh khác. Nửa đêm trinh sát còn vào quân doanh. Hiển nhiên là có quân tình khẩn cấp muốn báo. Điện hạ, quân doanh lương thảo quân nhu đã xảy ra chuyện. Triệu tôn nhướng mày nhìn về phía y Nói Trinh sát nhanh chóng đem những chuyện xảy ra ở quân doanh lương thảo quân nhu bẩm báo lại cho triệu tôn Bao gồm chuyện hạ diễn Định gian dâm phụ nữ Có người gõ nổi thông báo Hạ thường phạt hạ diễn 20 quân côn Sau đó đưa đám phụ nữ bác địch tới Ích đô Trên đường đi gặp phải bọn bắt cóc Có ba gã binh sĩ sợ tới mức chạy trốn một tên hỏa đầu binh vừa mới nhập ngũ đã anh dũng đối địch lấy sức của một người bắt sống hai mươi tên bác địch ái trà lợi hại ghê nghe xong sự tích huy hoàng của hỏa đầu binh triệu tôn không có động tĩnh gì nhưng nguyên hữu lại cảm thán giơ ngón tay cái lên thiên lộc nhân tài như thế mà làm hỏa đầu binh thì quá lãng phí nên trọng dụng Triệu Tôn nhíu mày cũng không biết nghĩ tới chuyện gì. Sau một hồi trần trừ mới nói. Đi tra xem những tên đó có địa vị gì. Còn nữa, truyền lệnh xuống. Nhất định phải bắt đào binh về. Vâng. Còn nữa, báo cho Hạ Thường. Đội quân nhu tới Khai Bình hội hợp. Vâng. Trình sát lĩnh mệnh lui xuống. Triệu Tôn khẽ say chán nhìn về phía Nguyên Hữu vẫn không có tin tức gì từ kinh sư truyền đến sao biết hắn hỏi về ai ánh mắt nguyên hữu hơi trốn tránh vốn không định nói ra nhưng nhìn mắt triệu tôn càng lúc càng lạnh xuống thì trong lòng cũng biết là không thể giấu nổi nữa bèn xấu hổ ho khan một tiếng để thấp giọng cẩn thận nói ra thiên lộc mấy ngày này thúc vẫn luôn tác chiến cháu sợ thúc không chịu nổi nên vẫn luôn nói dối thúc ánh mắt triệu tôn lạnh lùng đã xảy ra chuyện gì? Nguyên hữu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn sờ mũi, móc từ trong ngược ra hai phong thư, chậm chậm đặt lên bàn rồi đẩy tới trước mặt hắn. Từ kinh sư gửi tới, ngày đó bị cháu giấu đi, nói là biểu muội của cháu mắc bệnh động mùa. Chứng bệnh đậu mùa có ý nghĩa như thế nào, tất nhiên Nguyên hữu biết. Thế nên hắn ta mới nói dối vì không muốn triệu tôn phân tâm Bây giờ nói ra hắn ta đã chuẩn bị tinh thần ăn đòn rồi. Nhưng cả người căng thẳng chờ đợi mãi mà không thấy triệu tôn ra tay. Đã thế còn ra một mệnh lệnh cực kỳ quỷ dị. Gọi hắn quay lại. Ai cơ? Nghe hắn thình lình nói thế, nguyên hữu không khỏi sửng sốt. Trinh sát. Được, thúc chờ chút. Chỉ chốc lát sau, lính trinh sát khi nãy bị triệu tôn bảo đi đã quay trở lại Y lo lắng đứng trước mặt triệu tôn Không dám ngước mắt nhìn lên dù chỉ một chút Điện hạ còn chuyện gì phân phó hả? Người nói hết những gì ngươi biết về hỏa đầu binh kia cho ta nghe Sắc mặt triệu tôn lạnh lùng nghiêm nghị Trong ánh nến lay động Mắt hắn hiện lên một chút ánh sáng quỷ dị Trinh sát trộm nhìn hắn một cái Trong lòng không khỏi sợ hãi Y không biết rốt cuộc tấn vương điện hạ muốn nghe về cái gì. Nhưng trên thực tế thì y cũng không biết cụ thể tình hình cho lắm. Cẩn thận suy nghĩ một chút, y đành kể ra những chuyện lạ lùng mà mình nghe được. Thuộc hạ nhớ ra, nghe nói lúc hòa đầu binh kia bắt được đám người bác địch, đã bắt bọn chúng cởi hết quần áo ra, để chúng tự trói lẫn nhau, rồi đưa tới ít đô hết. Nói tới đây, lính tham báo không nhịn được cười lên. À, thuộc hạ còn nghe nói, tình huống khi đó rất quái dị. Một đám hán tử trần chuồng bị trói đi ở trên đường, làm cho dân chúng thi nhau ra cửa đứng xem. Hỏa đầu binh kia trông như thế nào? Thuộc hạ không biết. Nhìn linh tham báo hồ đồ cái biết cái không, mày triệu tôn nhíu lại, gần như theo bản năng mạch nhớ tới một người. Những lời mà hỏa đầu binh kia mắng hạ diễm, còn cả những gì nàng làm, Hắn không nghĩ ra ngoài A Thất thì còn ai có thể làm được vậy nữa. Sang mặt lạnh lùng nghiêm nghị trở nên dịu hơn một chút. Hắn lại hờ hững hỏi tiếp. Hiện giờ bọn họ ở đâu? Bị ánh mắt của hắn chiếu thẳng vào, bà vai của lính tham báo hơi run lên. bẩm điện hạ, tiểu kỳ kia có tổng cộng 10 người. Một người bị giết tại chỗ, ba tên chạy trốn, còn lại 6 người sau khi giao tù binh bắc địch cho phủ thanh châu thì lại đuổi theo doanh trại quân nhu triệu tôn xua tay bảo y lui ra ngoài nguyên hữu ngồi bên cạnh hắn nhướng mày nhìn gương mặt nặng nề như nước mực của hắn thì không hiểu ra làm sao nhưng trong lòng cũng biết chắc chắn là đã xảy ra sự tình gì mà mình không biết nếu không thiên lộc cũng sẽ không thay đổi đến mức hỏi linh ta linh tinh như thế thiên lộc chẳng lẽ thúc muốn trọng dụng tên hòa đầu binh kia à đưa mắt lạnh lùng nhìn hắn ta triệu tôn cực kỳ bất đắc dĩ ta nghi ngờ nàng là a thất hả nguyên hữu há hốc miệng quên cả khép vào nhìn triệu tôn một hồi lâu hắn ta cẩn thận ngẫm nghĩ hết kinh hãi rồi lại tới mừng rỡ kinh hãi là vì không ngờ a thất là to gan như thế dám làm ra trò giấu trời qua biển này. Mừng rỡ là vì nàng không bị bệnh đậu mùa, nghĩa là không nguy hiểm đến tính mạng gì cả. Chợt chợt, thúc xem muội muội của cháu đi, sao có thể lăn lộn đến mức này cơ chứ? Triệu Tôn không trả lời hắn ta, im lặng một lát liền thấp giọng hô một tiếng. Trần Cảnh Trần Cảnh luôn đi theo bên cạnh hắn, cho dù là ở trên chiến trường hay phủ tấn vương chỉ cần gọi một tiếng đảm bảo chưa đếm tới năm thì y đã có mặt rồi màn doanh trướng được vén lên trần cảnh đi giày gấm màu đen bước vào đinh sát trên áo giáp va chạm vào nhau phát ra những tiếng leng keng giòn tan điện hạ triệu tôn cầm chén trà trên bàn lên nhấp một ngụm lại nhẹ nhàng đặt xuống bàn vẻ mặt nặng nề giống như tức giận lại giống như bất đắc dĩ nhưng khi hắn nói với trần cảnh tên của nữ nhân kia. Đôi con người vốn tràn ngập vẻ sắc bén lại xuất hiện một chút ánh sáng dịu dàng. Tìm được nàng, người đích thân đưa nàng trở về kinh sư. Trần cảnh ngẩng đầu, thoáng nhìn thập cửu ra tôn quý lạnh lùng cao ngạo, đang chuẩn bị nhận lời, thì lại thấy từ trên mặt hắn xuất hiện một cảm xúc nhớ nhung rất rõ ràng. Dừng một chút, y do dự nói. Điện hạ, quận chúa sẽ không nghe lời thuộc hạ đâu hay là để thuộc hạ dẫn quận chúa tới đây đi không được gương mặt tuấn tú của triệu tôn trầm xuống gần như không cho phép thương lượng một chút nào tới khai bình là sẽ bắt đầu chiến tranh với bắc định để một người phụ nữ ở trong quân thì còn ra thể thống gì nữa còn nữa càng tiến lên phía bắc sẽ càng nguy hiểm sao có thể để nàng lâm vào nguy hiểm được chứ vâng lại một lần nữa chắp tay, Trần Cảnh nhìn hắn chậm rãi quay mặt đi, rốt cuộc không nói thêm gì nữa lập tức lui xuống, trong lòng thì lại thở dài kỳ quái. Đã bao nhiêu năm rồi, ai cũng bảo Tấn Vương điện hạ lạnh nhạt vô tình, bao gồm chính Trần Cảnh cũng cho là thế, nhưng bắt đầu từ khi nào, ngài ấy lại có thể suy nghĩ vì một nữ nhân như thế chứ? Không chỉ Trần Cảnh không hiểu được mà chính Nguyên Hữu cũng không hiểu thiên lộc Thuốc cũng thật là vất vả lắm muội ấy mới tới được đây sao lại bắt đưa muội ấy về ngay lập tức thế chứ thần cơ doanh của cháu đang cần muội ấy kia kìa lần trước muội ấy nói có cách để cải tiến đám súng kiểu mới lần này lúc chúng ta đánh vĩnh ninh thúc cũng thấy được uy lực của nó rồi đúng không muội ấy chẳng kém nam nhân một chút nào đừng vì muội ấy là phụ nữ mà lãng phí tài năng như thế Triệu Tôn nhìn hắn ta bằng ánh mắt nặng nề, hồi lâu sau mới lạnh nhạt nói một câu. Ở trong mắt ta, nàng chỉ là nữ nhân của ta mà thôi. Đuôi lông mày của Nguyên Hữu hơi sách lên, nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của Triệu Tôn. Không thể nào hiểu nổi logic của hắn. Đương nhiên lúc này Nguyên Tiểu công gia còn chưa biết khi một nam nhân thực sự muốn bảo vệ một nữ nhân thì sẽ chỉ muốn nàng được an toàn ở nơi phúc họa khó lường như chiến trường, nam nhân không muốn nữ nhân của mình gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì. Nhưng thế sự khó lường, chờ đến khi hắn ta gặp phải tình huống này rồi, thì con đường theo đuổi thê tử của hắn ta sẽ dài tới mức khiến hắn ta không nhìn thấy địch đến. Thiên Lộc, thuốc không phát hiện ra gì sao? Từ lúc gặp biểu muội của cháu ở huyện Thanh Cương, đầu óc của thuốc cứ làm sao ấy, càng ngày càng lụi bại. Chợt chợt, lắm lúc cháu nghĩ rốt cuộc đây có là thiên lộc mà cháu biết không nữa triệu tôn nhìn hắn ta ngươi muốn biết tại sao không nguyên hữu nhướng mày cười cong vành mắt thân mình hơi ngạ về trước tại sao thế nói nghe chút nào khóe môi triệu tôn hơi nhím lại trần trừ một hồi mới nói ta hỏi ngươi một vấn đề nếu ngươi trả lời đúng thì có thể biết được đáp án thực sự. Nói Khi nào thì 1 cộng 1 mới bằng 3? Nụ cười tươi giói của nguyên hữu cứng đờ. Hắn ta còn tưởng là vấn đề cao thâm gì. Không ngờ thập cửu thúc từ giờ luôn là người hù lậu, nghiêm túc như thế mà lại có thể hỏi ra một vấn đề ấu trĩ như vậy. Nghĩ một chút, trong đầu hắn này sinh một ít suy nghĩ đáng khinh. Giờ đôi tay thon dài lên hai ngón tay cái chìa ra chạm vào nhau. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Cháu biết rồi, ha <laughs> ha, trên giường ấy, chỉ có trên giường thì một thêm một mới bằng ba được thôi. Thảo nào thì ra là như thế sao? Quả nhiên từ trước đến giờ, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Hắn ta mải mê ba hoa khoác lác, triệu tôn lại lạnh lùng nhìn, giọng điệu nhạt như nước lã. Sai rồi, chỉ có gặp được loại người ngu ngốc như ngươi Thì một cộng một mới bằng ba Cố ý chỉnh hắn ta phải không? Đôi mắt phượng xinh đẹp của Nguyên Hữu nhìn triệu tôn chằm chặp Suy nghĩ một chút, hắn ta liền xoa cầm Trong đôi mắt xinh đẹp toàn là vẻ dối rắm Thiên lộc, thúc bị biểu muội của cháu dạy hư rồi Bổn vương vẫn luôn rất xấu Cụ Nguyên Hữu mấp máy môi, nhìn gương mặt không gợn sóng của hắn cong môi cười được rồi thuốc rất xấu thành kế châu khói bụi đã tan đi nhưng không thể nào khôi phục lại sự phồn hoa như trước đây được nữa một nơi đã từng bị khói lửa chiến tranh phủ lên thì dù có yên ổn thế nào cũng không còn sự phát triển ngựa xe như nước cửa hàng san sát như trước đây được nơi nào đã bị bác địch thống trị hơn hai tháng Dân chúng cần có thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, rồi mới xây dựng lại được. Liên tục lên đường, bất kể ngày đêm. Sáu người của ký đinh đều mệt mỏi ủ rũ. Ngựa của bọn họ đã bị đám người bác địch bắn chết ở núi Ngưỡng Thiên. Bây giờ đuổi theo bước chân của đội ngũ vận chuyển lương thảo. Tuy đã dốc hết toàn lực, nhưng chỉ với hai cái đùi thì sao có thể nhanh được chứ? Hào hết sức lực, vất vả lắm họ mới tới được địa giới kế châu sau khi nghe ngóng tin tức, biết được tin đã lấy lại Vĩnh Bình. Hai ngày trước đội quân Nhu đã xuất phát tới Khai Bình rồi, mà đội quân của Triệu Tôn cũng tới Khai Bình, hội hợp với Trần Đại Ngưu chuẩn bị vượt qua sông Loan tấn công Đại Ninh. Sáu người vừa đói vừa khát vừa mệt mỏi, trải qua mấy ngày, họ chẳng còn giống quân nhân đi đánh sạc nữa, mà dáng vẻ tàn tạ không thua gì đám lưu dân chạy nạn về phía Nam cả. Lão Mạnh, Chẳng lẽ chúng ta phải đi bộ tới khai bình thật đấy à? Hắc bì giơ tay áo lau mồ hôi trên chán, cái miệng đầy răng đen há hốc ra thở, hữu khí vô lực. Lão mạnh liếc nhìn gã. Không đi bộ đến khai bình, chẳng lẽ ông đây cõng ngươi đến đó à? Hắc bì nhe răng, dùng tay quạt gió. Mặt ngựa chết rồi, ba đứa tiểu bố thì chạy mất. Lão mạnh à, ngươi nói xem liệu chúng ta trở về có bị chỉ huy sứ coi như đảo binh mà xử trí không? Người nghĩ ai cũng ngốc giống ngươi à? Ừ ừ ừ, ta ngốc. Hắc bì xì một tiếng lại nói. Ngươi xem, trời cũng tối rồi. Hay là chúng ta tìm cái quán trọ nào đó nghỉ chân một chút đi? Nghỉ cái đầu ngươi ấy. Lão mạnh trừng mắt giữ tợn với gã. Nghỉ thêm một đêm nữa, thì cái gì cũng không còn nữa. Ta thấy chỉ cần đi thêm 2-3 ngày đường là có thể bắt kịp, đội quân nhu không đi nhanh được đâu. Nghe mấy người tranh luận với nhau, hạ sơ thất cúi đầu nhìn đường, trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên ngắt lời bọn họ. Lão Mạnh, ta cũng cho rằng nên nghỉ lại một đêm, các huynh đệ đều mệt mỏi lắm rồi, tìm một quán trọ, ngủ một giấc thật say, tắm rửa sạch sẽ, ngày mai mua mấy con ngựa chúng ta cưỡi ngựa tới khai bình cách kết giao của đám đàn ông khác với phụ nữ càng là người tàn nhẫn thì lại càng nhận được sự tôn trọng của người khác từ sau trận đánh ở núi ngưỡng thiên mấy người ở kỳ đinh đều phải nhìn hạ sơ thất bằng con mắt khác ai nấy đều bội phục nàng là một hán tử ngay cả lão mạnh cũng rất kính trọng nàng nghe thì hay đấy nhưng mà tiểu tề à trên người ta chẳng có bao nhiêu bạc, làm sao có thể mua được ngựa chứ? Ở thời bình thì còn đỡ một chút, nhưng giờ đang trong thời gian chiến tranh, lại còn ở chiến khu. Hầu hết ngựa đều đã bị quan phủ thu giữ hết, là một món hàng rất quý hiếm. Tuy kế châu là một trần lớn, nhưng muốn một lúc mua được sáu con ngựa thì dù có bạc cũng không phải chuyện đơn giản. Vỗ mạnh tay, hạ sơ thất nháy mắt với ông Sơn nhân ắt có diệu kế. Chúng ta không thể đi cướp được đâu nhé. Nhìn vẻ mặt lo lắng của lão mạnh, hạ sơ thất cười tuét miệng. Không cướp, ta đi lừa. Dứt lời, nàng cũng chẳng bận tâm tới dáng vẻ trợn tròn mắt của họ, lập tức tiến lên phía trước, chọn một quán trọ giá rẻ ở ngoại thành để thuê phòng. Vốn dĩ, theo ý của lão mạnh, có thể tiết kiệm thì hãy tiết kiệm, sáu người thuê một phòng rồi ngủ chung là được nhưng hạ sơ thất thả chết cũng không muốn ở với họ nhất định phải một mình một phòng thấy nàng kiên quyết như thế lão mạnh cũng không có cách nào năm người bọn họ thuê chung một căn phòng tập thể dưới lầu còn nàng thuê một phòng đơn ở trên lầu ăn vội bữa cơm chiều xong hạ sơ thất quay về phòng đóng cửa phòng lại thở phào một hơi nhẹ nhõm chết mất thôi hơn một tháng không tắm rửa là cảm giác gì chứ nàng nâng cánh tay lên ngửi cảm thấy khắp người đều có mùi hôi. Đến bản thân nàng còn thấy tờm. Nếu cứ thế này mà gặp triệu tôn, chẳng phải sẽ khiến hắn chết ngộp hay sao? Nàng thở dài một tiếng phân phó tiểu nhị mang một thùng nước ấm lên. Nàng cài chặt cửa sổ, cởi sạch rồi ngâm người vào trong. Cả người như được sạc pin, thoải mái đến mức nàng phải thở dài, thỏa mãn. Ánh mắt khép hờ, nàng nhìn ngọn nến tính toán ngày tháng thì đã hơn một tháng không được gặp triệu tôn rồi. Cũng không biết hiện giờ hắn thế nào Hắn đã biết tin nàng bị bệnh động mùa hay chưa Có đau lòng cho nàng không Có nhớ thương nàng không Nghĩ đến hắn Nghĩ đến hơn một tháng chia xa Nàng thật sự chỉ mong trên người mọc thêm một đôi cánh Bay tới gặp hắn mà thôi Mấy ngày nay khiến hắn lo lắng phí công như thế Đó cũng là một chuyện dày vò Lòng dạ người khác Chỉ mong lúc gặp nhau Hắn sẽ không muốn làm thịt nàng triệu thập cửu à triệu thập cửu thầm gọi tên hắn nghĩ đến ánh mắt hắn nàng cũng y như những thiếu nữ khuê phòng khác nhớ thương tình lang của mình đôi mắt cười phản chiếu dưới ánh nước lắc tới lắc lui nàng lười nhác nhàn tản dẫn nước vỗ về thân thể đang trong thời kỳ phát dục của mình muốn ngay lập tức có thể lớn lên trưởng thành thành một nữ nhân chân chính khi đó ở bên triệu tôn hắn sẽ không chê nàng nhỏ nữa đúng không Nhỏ ư, có phải đã lớn hơn một tí rồi không nhỉ? Nàng cắn môi khẽ véo véo, không tự chủ được mà tưởng tượng đến cảm giác khi bàn tay lớn ấm áp của triệu tôn đặt lên đây. Nàng cảm thấy liêu siêu, trái tim đập thình thịch, vội nhắm chặt mắt lại, vẻ mặt xuất hiện vẻ yêu kiều của thiếu nữ. Đột nhiên một tiếng rầm lớn vang lên. Chỉ trong phút chốc, cánh cửa phòng đã cài kỹ đột nhiên bị một lực mạnh đá vào ấn đường nàng nhăn lại, còn chưa kịp có phản ứng thì đã thấy cửa gỗ bị người ở bên ngoài bổ ra. Sau một tiếng vang nặng nề, ván cửa nằm yên trên mặt đất. Mà đứng ở cửa chính là mấy tên áo đen che mặt. Giống như ngày đó gặp phải đám người bác địch ở núi Ngưỡng Thiên. Bọn họ che mặt bằng vải đen, chỉ để lộ ra đôi mắt, không thấy rõ diện mạo. Trước sự kinh ngạc của nàng, những kẻ đó không hề khách khí, mà vẫn dẫm lên ván cửa tiến vào phòng. Tiểu nương tử, lúc này xem ngươi chạy đi đâu. Người bác địch tới trả thù ư. Trong chớp nhoáng, đầu óc hạ sơ thất nhanh chóng xoay chuyển. Nhà trọ này ở ngoài ô, mười mấy tên áo đen ngang nhiên xâm nhập vào. Thanh thế to lớn mà lại không hề bị ông chủ và tiểu nhị ngăn cản. Mấy chiến hữu của kỳ đinh cũng không theo tiếng động chạy lên. Chỉ có thể giải thích rằng bọn họ đã bị mấy người này hạ gục. Mà ông chủ quán trọ thì không dám ngăn cản nhìn nắm người mặc đồ đen từng bước lại gần. Hạ sơ thất vẫn trần chuồng, dầm mình trong nước. Trái tim đập nhanh, nhưng nàng không hét lên, cũng không hoảng loạn. Thân mình càng chìm sâu vào trong nước, chỉ để lộ ra một cái đầu, cười quái dị với chúng. Các vị đại ca, không biết các vị muốn giật tiền hay cướp xác thế. Đám người mặc đồ đen liếc nhìn nhau, đại khái là đều cảm thấy nữ nhân này thật là dị. Ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng có người không nhịn được mà tò mò hỏi giật tiền thì sao mà cướp xác thì sao hạ sơ thất bị nước nóng làm cho mặt đỏ ửng lên hồng hào pha lẫn sự ngượng ngùng chớp mắt mấy cái giọng nói có thể nói là mềm mại đáng yêu giật tiền ư muội muội đây không có lẻ loi một mình bên ngoài lấy đâu ra nhiều tiền bạc chứ nếu là cướp xác ấy mà ca 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 trông đều ai hùng bất phàm thế này. Tuy trong lòng muội muội ta thích, nhưng dù sao cũng không thể nhiều người như thế cùng nhau đúng không? Không bằng các ngươi bàn bạc với nhau một chút, ai tới trước. Một đám người mặc đồ đen đều sững sờ. Trong thiên hạ, đại khái không thể tìm đâu ra một nữ tử nào giống như thế này nữa. Những người đó liếc nhìn nhau, không còn hùng hổ như vừa giờ lúc mới vào. Dù sao cũng đều là đàn ông loại sinh vật đàn ông này đều có thói quen suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Mà khắc tinh của đàn ông chính là phụ nữ. Bị một cô nương đang ngồi trong thùng tắm trêu ghẹo bọn họ không nhịn được cười. Tiểu nương tử này nói nghe hay lắm. Nhưng nếu ca ca bảo không giật tiền, cũng không cướp xác chỉ cần mạng thì sao? Muốn mạng ư? Bà vai hạ sơ thất sụt vào, giống như là bị hoàng sợ. Nhìn bốn phía xung quanh, cất giọng mềm mại. Các vị ca ca à, các người thấy đấy, ta còn đang ở trong thùng tắm, quần áo còn chưa mặc chỉnh tề, không thể nào trốn thoát được đâu. Hay là các ngươi để ta mặc quần áo vào, cho chết có mặt mũi chút được không? Tiểu nương tử Lão đại, đừng lắm lời với ả ta nữa. Thấy người nọ nói qua nói lại với nàng không ngừng, một tên mặc áo đen thấp bé ở bên cạnh rụt gã. Gã kéo áo người nọ, thấp giọng nói nhanh làm thịt ả ta đi còn trở về báo cáo kết quả làm việc nữ nhân này tinh danh lắm chúng ta đừng mắc mưu ả à. giọng gã không cao nhưng hạ dơ thất vẫn nghe được báo cáo kết quả làm việc ư những lời này lộ ra không ít tin tức người muốn mạng của nàng không chỉ biết nàng là phụ nữ mà còn biết thân phận của nàng nhưng rốt cuộc là ai muốn giết nàng đây triệu miên trạch hạ vấn thu Hạ Đình Đức, Đông Phương Thanh Huyền, A Mộc Nhĩ, trong đầu nghĩ tới một đống cái tên, thấy mấy tên áo đen chuẩn bị xông tới, Hạ Sơ Thất đột nhiên trừng mắt, nhìn ra sau lưng bọn chúng, há miệng gào lên. "Đại Đô đốc, ngài đã tới rồi, mau cứu ta." Vừa nghe lời này, vài tên áo đen gần như cùng quay đầu lại theo bản năng. Hạ Sơ Thất lợi dụng một cái chớp mắt này, nhanh chóng nhảy ra khỏi thùng nước ấm tắt phụt nến ở trên bàn. Trong chớp mắt, nàng kéo quần áo mặc lên người, cười lạnh một tiếng. Người có thể giết ông đây còn chưa sinh ra đâu, chỉ với các ngươi sao? Anh nến trong phòng vừa tắt, mấy tên áo đen đều kinh hãi biến sắc, cùng rút đao ra, sau đó một người đốt diêm lên. Nhưng lúc này hạ sơ thớt đã mặc quần áo xong rồi, chân trần đứng ở nơi đó, khóe môi hiện lên nụ cười như có như không. Ca ca, ca đánh từng người một hay quần ẩu đây các ngươi chọn đi mẹ nó đã bảo là con đàn bà này tinh danh rồi các huynh đệ lên tên áo đen thấp bé híp mát quát lên sau đó xông về phía nàng hạ sơ thất cười lạnh lòng bàn tay rơi lên ném ra một đống thuốc bột như sương mù lũ ngu thời buổi này ai đánh nhau còn chơi vật lộn nữa chứ tốc độ ra tay của nàng Cực kỳ nhanh, những tên đó căn bản không ngờ, nàng sẽ tung thuốc bột ra. Hai tên áo đen xông lên đầu tiên, vừa vặn bị ném bột vào mắt, kêu á lên một tiếng. Lập tức, vứt đau trong tay ra, che mắt ngồi sụp xuống đất, rên rỉ. Lên! Mấy tên áo đen còn lại thấy tình hình không ổn, thì hơi sững sốt một chút. Tên đứng đầu lại hô lên một tiếng. Thật hiển nhiên, bọn chúng chưa đạt được mục đích, thì sẽ không bỏ qua. Trong lòng Hạ Sơ Thất biết, một mình mình mà đối phó với mấy tên này thì sẽ không dễ dàng. Trong lòng cũng lo lắng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ rừng rưng. Tới tới tới, nếm thử hỏa phích lịch của ông đây. Hôm nay sẽ cho toàn bộ các ngươi biến thành lợn thui. Chút nữa sẽ mời mọi người trong quán trọ này cùng ăn thịt heo nướng. Trong tay nàng không có hỏa phích lịch. Nhưng những tên này đều biết nàng thì tất nhiên cũng biết sự tích lúc trước của nàng ở phố Lạc Nhạn dọa bọn chúng một chút, chắc chắn là không thành vấn đề. Quả nhiên mấy tên này lập tức dừng lại, bước chân trần trừ. Nàng nhoèn miệng cười, đang định chạy ra cửa, thì tên áo đen canh giữ ngoài cửa lại phun ra một ngụm máu tươi, bắn ra xa đến ba thước. Tiếp theo thân mình gã, cũng đổ về phía trước ngã phịch xuống đất. Nàng hơi sừng sốt nhìn về phía cửa, sau đó lập tức ngây dại đờ đẫn. Áo màu đỏ rực như ánh lửa, người kia dùng tư thế đường hoàng nhưng vẫn không mất đi vẻ quyến rũ chậm chậm tiến vào. Người đang cười nhẹ nhàng kia, không phải Đông Phương Thanh Huyền, thì còn là ai vào đây? Ở sau lưng hắn ta, còn có vài tên cầm y vệ mặc áo gấm, ai nấy đều cao lớn đẹp trai. Nghe thấy nàng cầu cứu, bổn tọa liền chạy từ kinh thành tới đây. Hắn ta cười như không cười, hạ sơ thất như gặp ma, không nói nổi một câu, Đám người áo đen đến ám sát, nhìn thấy Tông Phương Thanh Huyền, hiện thân thì không khỏi ngẩn ra. Trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng và sợ hãi. Nhưng Đông Phương Thanh Huyền cứ vừa cười vừa đứng chặn ở cửa. Sao bọn chúng có thể chạy trốn được đây? Đông Phương Thanh Huyền liếc nhìn chúng, không rút đau mà chỉ cười nói ra hai chữ. Giết sạch! Vâng, đại đô đốc! Cẩm y vệ nhanh chóng ra tay, động tác cực kỳ nhanh nhẹn nhưng đám người áo đen này tất nhiên cũng không muốn chết buông tay liều mạng cũng là chuyện bình thường ở đời trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh tiếng chém giết la hét tràn ngập trong căn phòng nhỏ võ công của đám người áo đen không tầm thường không giống như đám trộm cướp thổ phỉ nhưng cầm y vệ của đông phương thanh huyền không chỉ đẹp trai mà ai nấy đều là người tài ba võ nghệ cao cường rất nhanh đám người áo đen không địch lại sau một hồi đao kiếm va vào nhau leng keng, đã có vài tên ngã xuống trong vũng máu. Khoan đã! Hạ sơ thất kêu lên, mỉm cười nhìn về phía đông phương thanh huyền. Đại đô đốc, ngươi đang diệt khẩu đấy hả? À? Mặt đông phương thanh huyền như đang cười, hắn ta không trả lời thẳng nàng, mà lại mang theo cảm xúc quan tâm nửa giả nửa thật. Cười hỏi nhẹ nhàng. Nàng không sao chứ? Hạ Sơ Thất cắn răng. Để lại người sống, ta cần biết bọn chúng là người của ai. Đông Phương Thanh Huyền lại cười. Trên đời này không có chuyện gì mà cầm y vệ không biết, nàng có thể hỏi buồn tọa. Hạ Sơ Thất thấy mấy tên áo đen lần lượt ngã xuống thì tức giận trừng mắt với hắn. "Được, vậy ngươi nói đi." Đông Phương Thanh Huyền không vội vã ngồi xuống ghế. Nếu ta nói là ta thì sao? Hạ sơ thất trố mắt một chút, trợn mắt khinh thường hắn. Trừ phi đầu ngươi bị cửa kẹp. Hết chương 288